Ngày 22 tháng 4, trong bài phát biểu qua video tại hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nước phương Tây đang đi trên dây bên bờ vực một cuộc xung đột hạt nhân trực tiếp. Theo Ngoại trưởng Nga, phương Tây đang đứng bấp bênh một cách nguy hiểm bên bờ vực của một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân vốn sẽ gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Hãng Reuters đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh nói họ đang giúp Ukraine tự vệ trước sự tấn công của Nga và chính Nga đang làm trầm trọng thêm căng thẳng Đông Tây, gồm cả việc đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Ông Lavrov nói thêm, điều đặc biệt đáng lo ngại là ba cường quốc hạt nhân phương Tây gồm Mỹ, Anh và Pháp nằm trong số những nhà tài trợ chính cho Kiev và là những nước khởi xướng cho nhiều động thái gây hấn khác nhau. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý, điều này có thể tạo ra những rủi ro chiến lược nghiêm trọng và làm tăng mức độ đe dọa hạt nhân. Chúng tôi tin rằng để ngăn chặn tình hình thế giới xấu đi hơn nữa, duy trì sự ổn định lâu dài và tạo ra sự giải trừ vũ khí thực tế, tất cả các nước nên nỗ lực nâng cấp hệ thống an ninh quốc tế dựa trên các nguyên tắc đa phương, bình đẳng và không thể chia cắt. Theo ông Lavrov, đó là cách duy nhất để giảm xung đột giữa các quốc gia và đảm bảo những tiến bộ thực sự trong việc kiểm soát vũ khí. Cùng ngày 22 tháng 4, trong bài phỏng vấn đăng trên báo Fars, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu NATO quyết định triển khai vũ khí này để đối phó việc Nga đang tăng cường vũ khí hạt nhân ở Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad. Ông Duda nói, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để củng cố sườn phía đông của NATO, chúng tôi sẵn sàng làm như vậy. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nếu Ba Lan nhận vũ khí hạt nhân, Nga sẽ phải tự tăng cường an ninh. Ông Peskov nói, quân đội Nga sẽ phân tích tình hình. Nếu những kế hoạch này được thực hiện, tất cả các bước cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo an ninh của chúng tôi.